Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta cứ sống theo cuộc sống hiện nay như thế? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta không dành thời gian, những giây phút cho chính mình? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta có năng lực làm nhưng không vun bồi năng lực không làm? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta có năng lực mở doanh nghiệp mà chúng ta không có năng lực đóng doanh nghiệp? Thì chúng ta chỉ là một ô sin cấp cao mà thôi. Dạ con Vậy giải pháp của bạn là gì? buông bỏ bớt ạ. Buông bỏ bớt bây giờ đầu tiên á là dạ buông bỏ bớt ạ. Ai cũng biết mình cần buông, đúng không? Thế làm sao buông được vợ đẹp như thế này, làm sao buông vợ được trời? Cái những cái gì mà quan trọng thì mình không buông, tức là ý em nói là những buông những cái điều không quan trọng và tập trung vào những điều quan trọng đó. Buông những điều không quan trọng và tập trung những điều quan trọng. Thế làm sao mình biết cái việc nào mà quan trọng với việc nào không quan trọng? Đúng không quý vị? Khó nhất mới nãy tôi cũng nói là việc A với việc B. Thấy việc A quan trọng hơn mà vẫn làm theo việc B. Vậy làm thế nào? Nếu mình có mục tiêu thì mình sẽ biết được cái việc nào quan trọng và mình việc nào không quan trọng. À, nếu mình thấy có mục tiêu, thế làm sao mình thấy rõ mục tiêu? Mục tiêu là những cái gì mình muốn ra thôi mà cô. Mình muốn đó, mình định nó ra từ trước. Đó là những cái thứ của em định nghĩa như vậy. Em định nó ra từ trước và em theo đuổi nó, tức là em thực hiện nó, các cái bước để thực hiện nó rồi. Bạn đang nói mục tiêu là cái mình muốn. Cuộc đời con người muốn nhiều không quý vị? Càng ngày càng nhiều mục tiêu không? Nhiều. Vậy có bỏ mong muốn nổi không? Còn mong muốn là còn tham. Làm thế nào để thấy rõ mục tiêu thật sự trong cuộc đời mình là gì? Con người người ta bị đánh đồng bởi mục tiêu và ý nghĩa. Mục tiêu nhiều không quý vị? Nhiều, nhưng có nhiều ý nghĩa không? Toàn là chạy theo tham sân si làm gì có ý nghĩa. Thế làm sao mục tiêu trùng với lý tưởng sống của mình? Rất khó mà đang đi tìm mà À, rất khó và chúng ta đang đi tìm. Vậy con người người ta rất đi đề ra rất là nhiều mục tiêu mà không biết lý tưởng sống của mình. Vậy càng nhiều mục tiêu thì chúng ta khổ hay sướng? Khổ hay sướng quý vị? Khổ. Đúng không? Nhiều mục tiêu không? Là chạy theo mong muốn mà không biết nó có ý nghĩa không? Thế là cái luẩn quẩn chạy, chạy và cuối cùng chúng ta không có happy. Vậy lý tưởng của bạn là gì? thì vì vậy cho nên là với em cũng trải qua những cái bước đấy thì em thấy rằng là đang giảm bớt là các cái mục tiêu đó cô, và bây giờ quay lại các cái điều quan trọng, ví dụ như gia đình là quan trọng. À, gia đình quan trọng. Vậy lý tưởng sống của bạn là một gia đình đầm ấm, hạnh Và phúc. hạnh phúc và những người xung quanh cũng phải hạnh phúc. À, bạn công nhận với tôi, bây giờ bắt đầu bạn đá mục tiêu hạ dần trùng với lý tưởng sống là gia đình hạnh phúc. Đúng mà. Thế tôi hỏi em làm thế nào em hạnh phúc? À, đến hỏi bà xã, đúng không? Rồi. Không cần gì đâu cô, nói chứ em cũng không có đua đòi gì mấy, mà em chỉ cần chồng em là buổi tối về sớm một tí, về ăn cơm với mấy con. Bà xã không có mong cầu gì nhiều. Bà xã chỉ mong rằng chàng ơi, em không cần chàng có nhiều tiền, mà em cần chàng về sớm với em. Thế chàng có về sớm không? Ai về sớm giùm em được, vì chàng có quá nhiều dự án, chàng phải mang tiền về cho em. Thế em có cần tiền đó không?
cũng cần nhưng mà đó là vấn đề của chúng ta, đúng không quý vị? Em cũng muốn là một ngôi nhà đẹp, em cũng muốn anh có ô tô, em cũng thấy anh rằng thấy nhà bên kia đẹp hơn, đâu đó em liếc qua em cũng thấy, em cũng mong cái nhà khác cũng đẹp vậy. Và hình như đi chơi em cũng thấy là ô tô kia đẹp hơn. Thế là em không nói ra, nhưng đâu đó anh cũng biết. Thế là anh cũng muốn về sớm với gia đình lắm, nhưng mà hình như anh cũng thấy rằng bản thân anh cũng thích cái ô tô đẹp hơn. Và đó thôi anh đành chọn giải pháp nhậu với mấy ông bạn để thêm một độ nữa, thì có thêm nhiều tiền. Đúng không ạ? Dạ đúng rồi con. Vậy hạnh phúc là gì? Khi không trả lời được câu hỏi hạnh phúc là gì, cuộc đời chúng ta có học 1.000 lớp học cũng không có giá trị gì hết. Hạnh phúc là gì? Theo em thì hạnh phúc là con đường. Là gì? Là con đường. Tóm lại là mình cứ đi trên đó, mình cứ chạy đi. Thực ra mình đang ở trên hạnh phúc rồi. Mà mình cứ đi tìm, mình cứ đi tìm. Hạnh phúc không phải là đích đến, là con đường. Thế làm sao chúng ta đi trên con đường đó mà chúng ta hạnh phúc? Do mình không nhìn thấy thôi. Chứ bây giờ nếu mà mình nhìn thấy thì mình sẽ thấy đó là hạnh phúc ạ. Do mình tìm, mình nhìn do lâu nay mình đề ra rất là nhiều mục tiêu, nhưng mà hình như mình không có thấy. Giống như mình là một người sinh ra bị mù quá quý vị. Xong rồi sờ soạn soạn, thấy ai lượm bánh, lượm ô tô, lượm gì, thế là mình cũng sờ soạn soạn. Và mình đi, mình tưởng là mình rất là hạnh phúc. Và bây giờ sau một loạt tôi hỏi rồi, thì bắt đầu lỡ ngỡ ra rằng hạnh phúc là con đường. Đúng không? Thế làm thế nào thấy con đường đó? Thấy con đường này đúng là phải qua trải nghiệm rất là nhiều. Phải qua nhiều những cái đổ vỡ thất bại thì mình mới nhìn thấy được. Theo em á, thì đấy là bản thân em, đúc kết từ bản thân em. Bình thường thì không nhìn thấy đâu. Nhưng mà khi trải qua nhiều những cái đau thương, mất mát thì mình mới cảm được hạnh phúc. Thực sự hạnh phúc là những điều bình dị. Và đến bây giờ, thời gian gần đây thì em đã cảm nhận được rất nhiều thứ nó hạnh phúc rồi cô. Vì vậy em cho rằng hạnh phúc nó là con đường. Tại sao có nhiều người trải qua rất nhiều mất mát nhưng không nhìn thấy con đường? Nhưng có người chỉ cần trải qua một mất mát đã thấy con đường, vì sao? Theo em thì đấy là do lý tưởng sống của mỗi người khác nhau không? Chắc không? Em thực hành quan điểm của cho em, tôi chậm lại tí xíu. Em không cần nói nhanh đâu, vì em đã có thói quen nói một tốc độ rất nhanh. Bởi vì em có một thói quen nói một câu là phản ứng lại một câu ngay lập tức. Bởi vì em đã có một thói quen không làm chủ suy nghĩ của mình trước khi nói. Tôi cho em trả lời lại. Xin câu hỏi này ạ. Thế em có biết mới nãy tôi hỏi câu gì không? Dạ cô hỏi là hạnh phúc là gì đấy ạ? Có phải không? Câu trước đó tôi đâu phải hỏi vậy. Có đó là câu trước trước đó nữa rồi. Giờ đây em có biết vấn đề của em là gì không? Mình nói mà mình không biết mình đang nói. Mình vừa nói cái gì mình cũng không nhớ mình vừa nói cái gì. Bởi vì mình đã bị cuộc sống này nghiền nát từ lâu rồi. Bị cuốn theo cuộc sống à? Rồi. Tôi hỏi em rằng tại sao có nhiều người thất bại nhiều lần mà họ vẫn không học được một bài học?
Nhưng có người thất bại một bài học là đã nhìn ra con đường hay đã biết con đường mình đi. Vì sao? Hồi nãy thì em nói rằng là do lý tưởng sống của mỗi người khác nhau. Cái tôi mới hỏi em có chắc là lý tưởng sống khác nhau thì nó ra kết quả đó hay không? Thì em cũng trả lời là không chắc, bởi vì đây là quan điểm của em thôi. Rồi. Vì sao người ta thất bại nhiều lần mà người ta không tìm ra nguyên nhân thất bại? Thì theo em, người ta làm tiếp có thành công được hay không? Thất bại nhiều lần và có nhiều người thất bại nhiều lần mà không tìm ra nguyên nhân của thất bại, hay nói đúng hơn là đau khổ nhiều lần nhưng không tìm ra nguyên nhân của đau khổ thì tiếp tục có đau khổ nữa không quý vị? Thì không ạ, nếu mà không biết được nguyên nhân thì không bao giờ giải quyết được. Đúng rồi, lại tiếp tục đau khổ, đúng không? Nhưng có nhiều người là chỉ cần đau khổ một lần và bắt đầu người ta nhìn ra nguyên nhân của đau khổ, và sau đó người ta không vấp phải đau khổ đó, nhưng có thể người ta vấp phải đau khổ khác mà thôi. Em đồng ý. Còn có nhiều người người ta bị đau khổ đó, sau rồi người ta cũng không tìm ra nguyên nhân đó, sau đó người ta lại cũng bị y chang đau khổ đó lặp lại. Và nó cứ vòng luẩn quẩn. Ví dụ như đau khổ của em là mở một dự án, đóng dự án không được, mở thêm dự án, đóng dự án được, dừng dự án không được. Đúng không? Em đâu có tìm ra nguyên nhân của khổ khi mở dự án đâu. Vì sao? Vì sao khi chúng ta đau khổ mà chúng ta không tìm ra nguyên nhân của đau khổ? Em, tôi sẽ đặt câu hỏi rất chậm và quý vị sẽ nghe tôi lần quần tới, lần quần lui cho đến khi anh này chậm lại, dừng lại để nói được vì sao, thì lúc đó là bắt đầu anh đang có hạnh phúc. Vì lúc đó bắt đầu anh đang sống. Bắt đầu lúc đó anh mới có hay biết mình đang nói gì, suy nghĩ gì và hành động gì. Quý vị rõ không ạ?